Kết quả sổ số miền Bắc ngày 6/1/2021 được mở thưởng bởi công ty sổ số Bắc Ninh tại trường quay 53E ở địa chỉ Hàng Bài, Hoàng Kiếm, Hà Nội thì vào lúc 18:15 sẽ bắt đầu thực hiện quay giải nhất cho tới giải 7, sau đó mới quay giải đặc biệt. Để giúp cho các bạn có thể nắm bắt được thông tin về kết quả sổ số miền Bắc, chúng ta sẽ cùng nhau xem kết quả sổ số cũng như là cơ cấu giải thưởng và lịch mở thưởng của các tỉnh thành miền Bắc. Thống kê kết quả sổ số. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng thống kê kết quả sổ số miền Bắc đầy đủ cả 27 giải bao gồm giải đặc biệt và từ giải 1 cho tới giải 7. Giải đặc biệt 90.402. Giải 1:07 5.947. Giải 2:07 4.911, 44.677. Giải 3:07 3.443, 21.480, 97.489, 88.629, 59.071, 881. Giải 4:25 10, 4.621, 6.853, 2.119. Giải 5:07 445, 3.419, 6.129. 6.096, 9.127, 9.897. Giải 6:46 7, 40, 49. Giải 7:12 8, 46, 32. Cơ cấu giải thưởng. Sổ số miền Bắc có cơ cấu giải thưởng rất lớn, số giải và giá trị phong phú khác nhau. Tổng giá trị giải thưởng của mỗi hạng đều là từ vài trăm triệu cho tới 3 tỷ đồng. Giải đặc biệt có 3 giải với giá trị là 1 tỷ đồng giải. Giải cận đặc biệt có 12 giải với giá trị là 20 triệu đồng giải. Giải nhất có 15 giải với giá trị là 20 triệu đồng giải. Giải nhì có 30 giải với giá trị là 5 triệu đồng giải. Giải ba có 90 giải với giá trị là 1 triệu đồng giải. Giải tư có 600 giải với giá trị là 400.000 đồng giải. Giải năm có 900 giải với giá trị là 200.000 đồng giải. Giải sáu có 4.500 giải với giá trị là 100.000 đồng giải. Giải 7 có 60.000 giải với giá trị là 40.000 đồng giải. Giải khuyến khích có 1.500 giải với giá trị là 40.000 đồng giải. Danh sách mở thưởng sổ số khu vực miền Bắc thứ 2, mở thưởng kết quả sổ số Hà Nội. Thứ 3, mở thưởng kết quả sổ số Quảng Ninh. Thứ 4, mở thưởng kết quả sổ số Bắc Ninh. Thứ 5, mở thưởng kết quả sổ số Hà Nội. Thứ 6, mở thưởng kết quả sổ số Hải Phòng. Thứ 7, mở thưởng kết quả sổ số Nam Định. Chủ nhật, mở thưởng kết quả sổ số Thái Bình. Trong trường hợp bạn là người may mắn và trúng vào bất cứ giải nào thuộc vào cơ cấu giải thưởng của kết quả sổ số miền Bắc, có thể tới nhận thưởng tại công ty phát hành sổ số. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tin tức của Tung Tăng. Một lần nữa, chúc các bạn có một ngày hạnh phúc và vui vẻ. Nếu các bạn muốn cập nhật nhiều tin tức hơn nữa thì hãy truy cập tungtăng.com.vn. Ở website sẽ có đầy đủ mọi tin tức về giá cả hàng ngày cũng như những kinh nghiệm sẽ rất bổ ích cho các bạn ở cuộc sống thường ngày. Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh Tung Tăng để cập nhật tin tức trong ngày nhé. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tin tức của Tung Tăng. Một lần nữa, chúc các bạn có một ngày hạnh phúc và vui vẻ. Nếu các bạn muốn cập nhật nhiều tin tức hơn nữa thì hãy truy cập tungtăng.com.vn. Ở website sẽ có đầy đủ mọi tin tức về giá cả hàng ngày cũng như những kinh nghiệm sẽ rất bổ ích cho các bạn ở cuộc sống thường ngày. Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh Tung Tăng để cập nhật tin tức trong ngày nhé. Cảm ơn các bạn.